Xin chào tất cả anh chị em. Các anh chị em thi vị trí chức danh hiệu trưởng của các trường trung học phổ thông. Chúng ta cùng vào lớp để ôn tập các nội dung nằm trong giới hạn của vị trí thi. Hôm nay chúng ta cùng nhau ôn tập các nội dung trong thông tư số 32 năm 2020 ban hành điều lệ trường trung học cơ sở trung học phổ thông. Với nội dung nằm trong giới hạn chúng ta nằm trong các điều 9, điều 10, điều 21, điều 22, điều 39, điều 40, điều 41, điều 42, điều 43, điều 45 và khoản 1, điều 1. Với các nội dung các câu hỏi cụ thể gắn với thông tư số 32 năm 2020 của Bộ Giáo dục Tạo ban hành điều lệ của trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học chúng ta gọi tắt đó là ban hành điều lệ của trường trung học anh chị nhé. Thì chúng ta đi vào cụ thể với nội dung gắn với câu hỏi nằm trong giới hạn của chúng ta. Thì câu hỏi đầu tiên là anh chị hãy cho biết về cơ cấu tổ chức của trường trung học, quy định của hội đồng trường được quy định tại thông tư số 32 năm 2020 của Bộ Giáo dục Tạo ban hành trường trung học. Thì chúng ta trả lời nội dung này như sau. Quy định về trường trung học thì chúng ta thấy rất rõ được thể hiện trong các nội dung trong thông tư số 32 đúng không ạ, của Bộ Giáo dục Tạo ban hành ấy. Chúng ta cần nắm bắt được ở đây về nội dung trong một phạm vi quy định về đối tượng điều chỉnh áp dụng vị trí vai trò của trường trung học trong hệ thống quốc dân. Thì chúng ta thấy trường trung học là cơ sở của giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân, trường có tư cách pháp nhân có tài khoản con dấu riêng, đang cần dẫn dắt như vậy đã hiểu đây là trường trung học là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân, trường có tư cách pháp nhân có tài khoản và con dấu riêng, trường được thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật và trên cơ sở với hệ thống cơ cấu tổ chức được quy định trong thông tư số 32, trong đó quy định rõ về cơ cấu tổ chức của trường trung học và hội đồng trường cụ thể như sau. Thứ nhất thì chúng ta thấy mục 1.1 về cơ cấu tổ chức của trường trung học thì quy định tại điều 9 trong thông tư số 32 năm 2020 của Giáo dục Tạo. Đó là cơ cấu tổ chức trường trung học thì bao gồm hội đồng trường, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng, hội đồng thi đua khen thưởng, hội đồng kỷ luật, hội đồng tư vấn, tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chuyên môn, tổ văn phòng, lớp học, tổ phục vụ hoạt động đặc thù của trường chuyên biệt. Chúng ta thấy rất rõ về cái cơ cấu tổ chức của trung học bao gồm một là hội đồng trường, đúng không ạ? Thứ hai là hiệu trưởng và phó hiệu trưởng. Thứ ba là hội đồng thi đua khen thưởng. Thứ bốn là hội đồng kỷ luật. Thứ năm là hội đồng tư vấn. Thứ sáu là tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam. Thứ bảy là tổ chức công đoàn. Thứ tám là tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Thứ chín là tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Thứ mười là các tổ chuyên môn. 11 là tổ văn phòng. 12 là lớp học. 13 là tổ phục vụ các hoạt động giáo dục đặc thù của trường chuyên biệt. Thì chúng ta thấy có 13 đơn vị tổ chức nằm trong cơ cấu tổ chức của trường trung học anh chị nhá. Thì để ý nhất là nắm cứ đếm đủ 13 cái tổ chức nằm trong cơ cấu tổ chức trường trung học, từ hội đồng trường rồi hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chúng ta thấy rồi hội đồng thi đua khen thưởng chắc chắn phải có hội đồng kỷ luật rồi. Rồi gắn với tổ chúc chính trị trong nhà trường như thế, ta thấy là anh chị thấy tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, đội thiếu niên tiền phong, rồi tổ thì có hai tổ, tổ văn phòng, tổ chuyên môn, rồi ta thấy tổ phục vụ, có hoạt động giáo dục đặc thù của trường chuyên biệt anh chị nhá. Chúng ta đi vào ý thứ hai trong hỏi số 1 đó về gắn với hội quy định về hội đồng trường, thì chúng ta thấy được quy định ở đây cho định vị ở đây với hội đồng trường của trường trung học công lập, đúng không ạ? Thì nó gắn các nội dung về cơ cấu tổ chức, về nhiệm vụ, đúng không ạ? Rồi thủ tục đấy thì anh cần nhớ. Rồi nữa chúng ta nắm về quy định hội đồng trường của trường tư thục đó, thì chúng ta thấy với hệ thống các trường trung học đúng không ạ, thì chúng ta chỉ có hai loại hình trường thôi, đó là trường công lập và trường tư thục, chứ không có loại trường dân lập. Dân lập chỉ dành cho cơ sở giáo dục mầm non anh chị nhá. Thì chúng ta thấy đi vào với hội đồng trường cụ thể ở đây với hệ thống trường của trường trung học công lập, đúng không, anh nhớ. Sau đó ta đến mới là với tư thục, chúng ta thấy hội đồng trường của trường trung học công lập thì chúng ta thấy là tổ chức quản trị nhà trường, thực hiện đại diện sở hữu nhà trường và các bên có lợi ích liên quan, chịu trách nhiệm quyết định về phương hướng hoạt động của nhà trường, rồi huy động và giám sát việc sử dụng các nguồn lực dành cho nhà trường, gắn nhà trường với cộng đồng và xã hội, bảo đảm thực hiện các mục tiêu giáo dục. Thì chúng ta thấy rất rõ hội đồng trường của trường trung học công lập, anh chị nhớ là công lập, là tổ chức quản trị nhà trường, thực hiện quyền đại diện sở hữu của nhà trường và các cái bên có lợi ích liên quan, chịu trách nhiệm quyết định về phương hướng hoạt động của nhà trường, huy động và giám sát và sử dụng các nguồn lực dành cho nhà trường, gắn nhà trường với cộng đồng và xã hội, bảo đảm thực hiện các mục tiêu giáo dục. Thứ hai là về thành phần của hội đồng trường trung học công lập, thì chúng ta thấy ở đây gồm bí thư cấp ủy, hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn, bí thư đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,
đại diện tổ chuyên môn, tổ văn phòng, đại diện chính quyền địa phương, ban đại diện cha mẹ học sinh và đại diện học sinh. Chúng ta thấy về thành phần của hội đồng trường trung học công lập thì chúng ta thấy gồm bí thư cấp ủy này, hiệu trưởng này, chủ tịch công đoàn, bí thư đoàn thanh niên của thành phố Hồ Chí Minh, đại diện tổ chuyên môn, tổ văn phòng, đại diện chính quyền địa phương, ban đại diện cha mẹ học sinh và đại diện học sinh. Và hội đồng trường chúng ta nhớ là có chủ tịch, có thư ký và các thành viên. Và chúng ta nhớ là số lượng thành viên của đồng trường là số lẻ, ít nhất là 7 người, nhiều nhất là 15 người. Anh chị nhá, thì nhớ về hội đồng trường là có chức danh chủ tịch, thư ký, các thành viên. Số lượng thành viên của đồng trường là số lẻ, ít nhất là 7 người, nhiều nhất là 15 người. Nhiệm kỳ của đồng trường là 5 năm. Và chúng ta đi vào nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng trường công lập thì chúng ta thấy có những quyền hạn sau đây, nó gắn với các từ như ta thấy là cái từ quyết định này, ta thấy rất là rõ đúng không, rồi từ giám sát. Chúng ta nhớ ở đây thì nhiệm vụ quyền hạn của hội đồng trường trung học công lập là quyết định về chiến lược, tầm nhìn, kế hoạch, mục tiêu phát triển nhà trường, các dự án trong từng giai đoạn và từng năm học, quyết định về quy chế và hoặc là sửa đổi bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường để trình cấp thẩm quyền phê duyệt, quyết định về các chủ trương sử dụng tài chính tài sản của nhà trường, rồi phê duyệt kế hoạch giáo dục nhà trường, giám sát hoạt động tuyển sinh và việc tổ chức thực hiện hoạt động theo kế hoạch giáo dục của nhà trường, rồi giám sát việc thực hiện các quyết định của hội đồng trường và thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường. Các bạn đã thấy rất là rõ. Rồi giám sát việc huy động quản lý sử dụng các nguồn lực của nhà trường theo quy định của pháp luật. Thì chúng ta thấy gắn với nhiệm vụ quyền hạn của hội đồng trường trung học công lập. Thì đầu tiên là từ quyết định về chiến lược, tầm nhìn, kế hoạch, mục tiêu phát triển nhà trường, các dự án trong từng giai đoạn và từng năm học. Thứ hai là quyết định về quy chế hoặc là sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường để trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Thứ ba gắn từ quyết định là quyết định về chủ trương sử dụng tài chính tài sản của nhà trường, đúng không ạ? Đấy là ba từ quyết định. Rồi một từ phê duyệt là phê duyệt kế hoạch giáo dục của nhà trường, đúng không ạ? Rồi chúng ta thấy tiếp đến từ giám sát hoạt động tuyển sinh và việc tổ chức thực hiện các hoạt động theo kế hoạch của giáo dục của nhà trường. Từ giám sát thứ hai là giám sát việc thực hiện các quyết định của hội đồng trường và thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường. Và từ giám sát thứ ba đó là giám sát huy động quản lý sử dụng các nguồn lực của nhà trường theo pháp luật. Như vậy trong nhiệm vụ quyền hạn của hội đồng trường trung học công lập ấy là thấy có ba từ quyết định, đúng không? Một từ phê duyệt, ba từ giám sát. Nên nhớ từ khóa như vậy thì rất dễ nhớ anh chị nhá. Thì chúng ta thấy rất là rõ. Tiếp theo là về quy định về hoạt động của hội đồng trường trung học công lập thì thấy được quy định nào. Chúng ta thấy với hội đồng trường trung học thường cho thấy họp thường kỳ là ít nhất là 3 lần trong 4 năm. Trường hợp cần thiết thì khi hiệu trưởng hoặc ít nhất 1/3 số thành viên của hội đồng trường đề nghị, chủ tịch hội đồng trường có quyền triệu tập phiên họp bất thường để giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường. Hội đồng trường thì có thể họp ra nhớ bằng hình thức là xin ý kiến bằng văn bản. Hội đồng trường thì được mời đại diện thành phần khác tham dự cuộc họp của hội đồng trường khi chúng ta thấy là cần thiết, đúng không ạ? Chúng ta thấy rất là rõ. Phiên họp của hội đồng trường được công nhận hợp lệ thì có từ 3 ta thấy là 3/4 hội đồng thành ta thấy số thành viên của hội đồng trở lên. Trong đó ta thấy có chức danh chủ tịch của hội đồng trường. Quyết định của hội đồng trường thì được thông qua và có hiệu lực khi có ít nhất 2/3 số thành viên có mặt nhất trí. Chúng ta nhớ quyết định của hội đồng trường được công bố công khai. Ta thấy các phần quy định hoạt động của hội đồng trường trung học công lập thì với hội đồng trường sẽ họp về cách họp thường kỳ là ít nhất 3 lần trong 1 năm, đúng không ạ? Trường hợp cần thiết khi hiệu trưởng hoặc ít nhất 1/3 số thành viên hội đồng trường đề nghị thì chủ tịch hội đồng trường có quyền triệu tập phiên họp bất thường để giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường. Hội đồng trường thì có thể chúng ta nhớ là họp bằng hình thức là xin ý kiến bằng văn bản. Hội đồng trường được mời đại diện các thành phần khác tham dự cuộc họp của hội đồng trường khi cần thiết. Phiên họp, ta nhớ về phiên họp của hội đồng trường đã được công nhận hợp lệ, là như là khi có mặt từ 3/4 số thành viên của hội đồng trở lên, trong đó phải có chức danh chủ tịch hội đồng trường. Và quyết định của hội đồng trường thì được thông qua và có hiệu lực khi được ít nhất là 2/3 số thành viên có mặt nhất trí. Và quyết định của hội đồng trường được công bố công khai. Đó là ta thấy về quy định hoạt động của hội đồng trường trung học công lập. Tiếp theo về thủ tục thành lập hội đồng trường trung học công lập thì quy định như sau. Căn cứ vào quy định của thành phần của hội đồng trường tại điểm B khoản 1 điều này, hiệu trưởng đề nghị chính quyền địa phương cử đại diện tham gia hội đồng trường, tổng hợp danh sách hội đồng trường do chính quyền địa phương, tập thể giáo viên và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường giới thiệu, làm tờ trình đề nghị chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện là gắn với trường, tôi thấy rồi, với cấp huyện là gắn trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học, cao nhất là trung học cơ sở. Đấy, cứ trung học cơ sở là gắn với chủ tịch ủy ban cấp huyện.
rồi với giám đốc sở đào tạo là gắn với trường trung học phổ thông. Trường phổ thông có nhiều cấp học, bậc học cao nhất là trung học phổ thông. Chúng ta cứ nhớ là cái gắn với giáo dục đào tạo là gắn với trung học phổ thông. Đấy, chúng ta thấy rất là rõ. Rồi trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện có cấp trung học phổ thông là gắn chức danh là giám đốc sở đào tạo quyết định hoặc ra quyết định công nhận hội đồng trường. Đó, chúng ta nhớ là căn cứ vào quy định và thành phần của hội đồng trường tại điểm B khoản 1 điều này thì hiệu trưởng đề nghị chính quyền địa phương cử đại diện tham gia hội đồng trường, tổng hợp danh sách hội đồng trường do chính quyền địa phương, tập thể giáo viên và các tổ chức đoàn thể nhà trường giới thiệu. Người làm chương trình đề nghị với chủ tịch ủy ban cấp huyện là gắn với cho thấy là trường nên trường trung học cơ sở và trường phổ thông nhiều cấp học mà học cao nhất là trung học cơ sở. Còn sẽ đề nghị lên giám đốc sở đào tạo là gắn với trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học mà học cao nhất là trung học phổ thông. Rồi trường phổ thông dân tộc là nội trú cấp tỉnh, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện có cấp trung học phổ thông ra quyết định công nhận hội đồng trường. Và hiệu trưởng sẽ tổ chức phiên họp đầu tiên hội đồng trường để bầu chủ tịch hội đồng trường bằng hình thức phiếu kín. Làm tờ trình đề nghị chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện là gắn với cấp trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học mà cao nhất là trung học cơ sở. Và chúng ta thấy nữa là làm tờ trình nên giám đốc sở đào tạo là đối với trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học mà mức học cao nhất là trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện có cấp trung học phổ thông ra quyết định công nhận chủ tịch hội đồng trường. Thư ký hội đồng trường thì do chủ tịch hội đồng dân họ chủ tịch hội đồng trường chỉ định. Chúng ta thấy ở đây gắn thẩm quyền trách nhiệm của hiệu trưởng sẽ tổ chức phiên họp đầu tiên của hội đồng trường để bầu chủ tịch hội đồng trường bằng hình thức phiếu kín và làm tờ trình đề nghị lên chủ tịch ủy ban cấp huyện là gắn với các trường trung học cấp học trung cơ sở đấy, phổ thông nhiều cấp học học cao nhất trong cơ sở, và làm tờ trình lên giám đốc sở đào tạo là đối với trường trung học phổ thông, trường phổ thông nhiều cấp học mà học cao nhất là trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện có cấp trung học phổ thông ra quyết định công nhận chủ tịch hội đồng trường. Thư ký của hội đồng trường thì do chủ tịch hội đồng trường chỉ định. Và chúng ta thấy các cái phần thủ tục thành lập hội đồng trường trong công lập rất quy định rất rõ, đúng không ạ? Tiếp theo phần quy định thứ 6 về hội đồng trường trung học công lập, đó là hàng năm nếu có sự thay đổi về nhân sự, hiệu trưởng sẽ làm tờ trình đề nghị chủ tịch ủy ban cấp huyện là gắn đấy, là chúng ta thấy xuyên suốt ở đây với cấp chủ tịch cấp huyện là gắn với cấp học trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học mà học cao nhất là trung học cơ sở, làm tờ trình lên đề nghị lên giám đốc sở đào tạo là gắn với trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học mà cấp học cao nhất là trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện có cấp trung học phổ thông ra quyết định bổ sung kiện toàn hội đồng trường. Chúng ta thấy ở đây cái phần quy định thứ 6 trong gắn hội đồng trường trung học công lập đó là hàng năm nếu có sự thay đổi về nhân sự, hiệu trưởng sẽ làm tờ trình đề nghị chủ tịch ủy ban cấp huyện là đối với cấp học trung học cơ sở và trường phổ thông nhiều cấp học mà học cao nhất là trung học cơ sở. Nên tầm tờ trình lên giám đốc sở đào tạo là đối với trường phổ thông có nhiều cấp học mà không cao nhất là trung học phổ thông, rồi trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện mà có cấp học trung học phổ thông ra quyết định bổ sung kiện toàn hội đồng trường. Đấy là những nội dung quy định, 6 nội dung trong phần quy định về hội đồng trường trung học công lập. Tiếp theo ý hai lớn ở đây là gắn với hội đồng trường trung học tư thục, hội đồng trường của trường trung học tư thục thì chúng ta thấy có 3 phần quy định. Đầu tiên, thứ nhất đó là hội đồng trường của trường trung học tư thục là tổ chức quản trị nhà trường, thực hiện quyền đại diện cho nhà đầu tư và các bên có lợi ích liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định của nhà đầu tư. Thứ hai là thành phần của hội đồng nhà trường chúng ta thấy của trường trung học tư thục ấy là bao gồm đại diện nhà đầu tư, thành viên trong và ngoài trường do hội nghị đầu tư bầu quyết định theo tỷ lệ vốn góp. Thì chúng ta thấy rất là rõ ở đây về phần quy định hội đồng trường trung học tư thục. Đầu tiên chúng ta thấy là hội đồng trường trung học tư thục là tổ chức quản trị nhà trường, thực hiện quyền đại diện cho nhà đầu tư và các bên có lợi ích liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định của nhà đầu tư. Thứ hai, ta nhớ nắm về cái thành phần hội đồng trường gồm đại diện nhà đầu tư, thành viên trong và ngoài trường do hội nghị nhà đầu tư bầu quyết định theo tỷ lệ vốn góp. Và thành phần của hội đồng trường của trường tư thục hoạt động không vì lợi nhuận thì gồm đại diện của nhà đầu tư do các nhà đầu tư bầu rồi quyết định tỷ lệ vốn góp, thành viên trong và ngoài nhà trường. Thành viên trong trường thì bao gồm các thành viên đương nhiên, đó là bí thư cấp ủy, hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn, bí thư đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Thành viên bầu là đại diện giáo viên, nhân viên do hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại diện của trường bầu. Thành viên ngoài trường thì sẽ bao gồm đại diện lãnh đạo, nhà quản lý, nhà giáo dục, doanh nhân, cựu học sinh do hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu của trường bầu. Thì chúng ta thấy rất rõ ở đây về thành phần của hội đồng trường trường tư thục hoạt động không vì lợi nhuận là gồm đại diện của nhà đầu tư do các nhà đầu tư bầu quyết định theo tỷ lệ vốn góp, còn thành viên trong và ngoài nhà trường
đúng không ạ? Ta thấy nghĩa là liệt kê rất rõ thì chúng ta thấy là với thành phần đồng trường tư thuộc hoạt động không vì lợi nhuận thì gồm đại diện của nhà đầu tư đấy, do nhà đầu tư bầu quyết định trên để vốn góp, và thứ hai là thành viên trong và ngoài nhà trường. Với thành viên trong trường thì chúng ta thấy ở đây sẽ bao gồm các thành viên đương nhiên, chính là bí thư cấp ủy, hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn, bí thư đoàn thanh niên Hồ Chí Minh. Thành viên với thành viên bầu thì chúng ta thấy ở đây chính là đại diện giáo viên, nhân viên do hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu của trường bầu. Với thành viên ngoài trường thì gồm đại diện lãnh đạo, nhà quản lý, nhà giáo dục, doanh nhân, cựu học sinh do hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu của trường bầu. Thứ ba là nhiệm vụ quyền hạn của và các cái thủ tục thành lập chúng ta thấy của hội đồng trường đối với trường trung học tư thục được thực hiện theo quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học tư thục do Bộ trưởng Đào tạo ban hành. Thì chúng ta thấy là rõ về phần nhiệm vụ quyền hạn, thủ tục thành lập hoạt động của hội đồng trường đối với trường trung học tư thục được thực hiện theo quy chế tổ chức hoạt động của trường trung học tư thục do Bộ trưởng Đào tạo ban hành. Em nhé, anh chị thấy rất là rõ những phần nội dung gắn với cơ cấu tổ chức của trường trung học và hội đồng trường. Chúng ta thấy phần kết bài ở đây, trên đây là các nội dung quy định về cơ cấu tổ chức của trường trung học và hội đồng trường được quy định tại thông tư số 32/20 của Bộ Đào tạo ban hành điều lệ của trường trung học. Đây là những căn cứ pháp lý quan trọng để ta thấy là các cơ quan có thẩm quyền cũng như là các trường trung học ta thấy xác lập rõ liên quan đến cơ cấu tổ chức của mình, liên quan đầy đủ các thành phần về trong cơ cấu của trường trung học và đặc biệt là hội đồng trường thực hiện đầy đủ theo các thủ tục theo hướng dẫn của trong thông tư số 02 thủ thành lập của trường trung học công lập và trường trung học tư thục đấy, theo đúng các thủ tục đảm bảo về thành phần, đúng không ạ, thực hiện tốt đúng theo đúng các nội dung nhiệm vụ được quy định trong thông tư số 32/20 của tạo ban hành điều lệ của trường trung học cơ sở trung học thông trường thông trung học ta gọi tắt là điều lệ của trường trung học anh chị nhá. Đó thì ta thấy rất là rõ trong câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi số 2 thì câu hỏi được đặt ra, anh chị hãy trình bày về các cái nhiệm vụ quyền hạn của hiệu trưởng được quy định tại thông tư số 32/20 của Bộ Đào tạo ban hành điều lệ của trường trung học. Thì chúng ta trả lời như sau. Điều lệ trường trung học thì ban hành các quy định về các cái nội dung về tổ chức hoạt động của trường trung học trường phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đấy, bao gồm về phần tổ chức quản lý nhà trường, tổ chức hoạt động giáo dục nhà trường, nhiệm vụ quyền hạn của giáo viên của học sinh, về hoạt động về tài chính tài sản nhà trường và hoạt động khác. Trong đó xác định rõ về các nội dung về cơ cấu tổ chức nhà trường cũng như các chức danh cụ thể người đứng đầu chịu trách nhiệm trong hoạt động quản trị nhà trường, cụ thể chức danh hiệu trưởng đảm bảo thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình cụ thể như sau. Thì hiệu trưởng trường trung học là người chịu trách nhiệm tổ chức và quản lý điều hành các hoạt động và chất lượng giáo dục của nhà trường. Chúng ta nhớ hiệu trưởng trường trung học là người chịu trách nhiệm về tổ chức quản lý điều hành các hoạt động và chất lượng giáo dục của nhà trường. Và người được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường trung học đối với trung học công lập hoặc công nhận làm hiệu trưởng đối trung học với trường trung học đối trường trung học tư thục đấy thì phải đạt tiêu chuẩn quy định tại khoản 3 điều này và theo quy định pháp luật. Thì chúng ta thấy ở đây với các trường trung học công lập thì là với chức danh hiệu trưởng thì chúng ta là được bổ nhiệm, thế còn với các chức danh hiệu trưởng là trường tư thục thì chúng ta thấy là công nhận anh chị nhá. Là những người được bổ nhiệm là hiệu trưởng trường trung học đối với trường trung học công lập hoặc công nhận làm hiệu trưởng trường trung học đối với trường trung học tư thục thì phải đạt tiêu chuẩn quy định tại khoản 3 điều này và theo quy định pháp luật. Thì khoản 3 này chúng ta sẽ tí nắm bắt chút ở phần sau, chúng ta thấy rất là rõ anh chị nhá. Thì chúng ta thấy về cái khoản 3 về gắn với tiêu chuẩn của chức danh hiệu trưởng và phó hiệu trưởng này, thì về trình độ đào tạo và thời gian công tác là như đây phải đạt trình đạt độ chuẩn đào tạo của nhà giáo theo định của luật giáo dục hiện hành đối với cấp học. Chúng ta thấy với cấp học trường trung học cơ sở đấy và trung học phổ thông vậy thôi, bây giờ tất cả là cử nhân rồi đúng không ạ. Trước đây trung học cơ sở là cao đẳng nhưng bây giờ thì theo nội dung 2019 thì thấy là với cấp học trung học cơ sở thì là phải là cử nhân anh chị nhá. Thì mà đạt trình độ chuẩn đào tạo của nhà giáo quy định tại luật giáo dục đối cấp học trình độ đạt chuẩn đúng không, cấp học chúng ta thấy rất là rõ đấy là về trình độ đào tạo. Thế còn thời gian công tác ta thấy là phải dạy ít nhất là 5 năm đấy, đúng không, chung là với các địa phương ở đồng bằng. Thế còn 4 năm là đối với miền núi, hải đảo, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng thiểu số, điều kiện nếu đặc biệt khó khăn đó chúng ta thấy. Và chúng ta nhớ với chức danh hiệu trưởng ở đây là chuẩn quy định hiệu trưởng của trường trung học cơ sở, trường phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học theo quy chuẩn của hiệu trưởng cho trường trung học phổ thông. Thì cái phần quy định hiệu trưởng này thì chúng ta cũng đã nắm bắt trong nội dung trước, tuy nhiên là không nằm trong bộ đề của chúng ta, nằm giới hạn trước thì cũng đã hướng dẫn cho các anh chị. Thì chúng ta cũng đã thấy trong nội dung về phần
quy định ôn tập ấy, thì chúng ta thấy là quy định về tại thông tư số 14 năm 2018 ấy, quy định về tiêu chuẩn chức danh hiệu trưởng anh chị nhá. Đó thì chúng ta cần nắm bắt được cái phần tiêu chuẩn, quay lại cái nội dung gắn với anh chị sẽ thấy ở đây là với nội dung về chức danh hiệu trưởng người được bổ nhiệm là hiệu trưởng trường trung học đối với trường trung học công lập, hoặc là công nhận là hiệu trưởng một trường trung học đối với trường trung học tư thục, và tiêu chuẩn quy định tại khoản 3 điều này theo quy định của pháp luật đấy, thì gồm có tiêu chuẩn về đào tạo, trình độ đào tạo là cử nhân, rồi thời gian công tác thì là 5 năm, thế còn 4 năm là bình thường là 5 năm đúng không ạ? Thế còn 4 năm thì là gắn với các địa phương ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa đúng không ạ? Cho thấy rất là rõ đúng không ạ? Và đạt các tiêu chuẩn của chức danh hiệu trưởng theo thông tư số 14 năm 18 anh chị nhá. Và chúng ta nhớ nhiệm kỳ của hiệu trưởng trường trung học là 5 năm, và sau mỗi năm học hiệu trưởng được viên chức nhân viên trong nhà trường góp ý và cấp có thẩm quyền đánh giá theo quy định. Hiệu trưởng công tác tại một trường trung học công lập không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Ta nhớ ở đây nhiệm kỳ của hiệu trưởng trường trung học là 5 năm. Sau mỗi năm học thì hiệu trưởng được viên chức rồi nhân viên trong trường góp ý và cấp thẩm quyền đánh giá theo quy định của hiệu trưởng công tác tại trường trung học. Chúng ta nhớ là với nhiệm kỳ ở đây theo quy định đúng không? Hiệu trưởng công tác tại một trường trung học công lập là không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Chúng ta nhớ là quy định rất là rõ đúng không? Tiếp theo thì chúng ta thấy rất là rõ ở đây liên quan đến phần nội dung, chúng ta thấy về nhiệm vụ quyền hạn của hiệu trưởng thì chúng ta cũng cần nắm bắt được kỹ hơn để ta hiểu về nhiệm vụ quyền hạn của hiệu trưởng. Thì thứ nhất chúng ta thấy nhiệm vụ quyền hạn đầu tiên của hiệu trưởng là xây dựng tổ chức bộ máy nhà trường theo quy định tại điều 9 của điều lệ này, bổ nhiệm có thẩm quyền bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó, tổ chức thành lập hội đồng trường theo quy định tại điểm D, điểm E khoản 1 điều 10 của điều này. Chúng ta nhớ đầu tiên về nhiệm vụ hạn của hiệu trưởng là xây dựng tổ chức bộ máy nhà trường theo quy định tại điều 9 của điều lệ này, bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó, tổ chức thành lập hội đồng trường theo quy định tại điểm D, điểm E khoản 1 điều 10 của điều lệ này. Thứ hai là nhiệm vụ quyền hạn về tổ chức xây dựng chiến lược, tầm nhìn, mục tiêu, quy hoạch và phát triển nhà trường, quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, kế hoạch giáo dục hàng năm của nhà trường để trình hội đồng trường phê duyệt và tổ chức thực hiện. Thì ta thấy là nhiệm vụ quyền hạn hai của hiệu trưởng đó là tổ chức xây dựng chiến lược, tầm nhìn, mục tiêu, quy hoạch phát triển nhà trường, quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, kế hoạch giáo dục nhằm hàng năm ấy, ta thấy kế hoạch giáo dục hàng năm của nhà trường để trình hội đồng trường phê duyệt và tổ chức thực hiện. Nhiệm vụ quyền hạn thứ ba của hiệu trưởng là thực hiện các quyết định hoặc kết luận của hội đồng trường về những nội dung được quy định tại điểm C khoản 1 của điều 10 của điều lệ này. Trường hợp mà hiệu trưởng không nhất trí với quyết định của hội đồng trường thì cần xin ý kiến của cơ quan quản lý giáo dục cấp trên trực tiếp của nhà trường. Trong thời gian chờ ý kiến của cơ quan quản lý giáo dục cấp trên trực tiếp thì hiệu trưởng vẫn phải thực hiện theo quyết định của hội đồng trường đối với các vấn đề không trái với quy định pháp luật hiện hành và điều lệ này. Thấy với nhiệm vụ quyền hạn thứ ba của hiệu trưởng là thực hiện các quyết định hoặc kết luận của hội đồng trường đối với những nội dung được quy định tại điểm C khoản 1 điều 10 của điều này. Trường hợp hiệu trưởng không nhất trí với quyết định của hội đồng trường thì cần xin ý kiến cơ quan quản lý giáo dục cấp trên trực tiếp của nhà trường. Trong thời gian mà chờ ý kiến của cơ quan quản lý giáo dục cấp trên trực tiếp thì hiệu trưởng vẫn phải thực hiện theo quyết định của hội đồng trường đối với vấn đề mà không trái với quy định pháp luật hiện hành và điều lệ này. Nhiệm vụ quyền hạn thứ tư của hiệu trưởng đó là báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường và các quyết định của hội đồng trường trước hội đồng trường và cấp có thẩm quyền. Nhớ là nhiệm vụ quyền hạn thứ tư của hiệu trưởng là báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường và các quyết định của hội đồng trường đối với trước hội đồng trường và cấp có thẩm quyền. Nhiệm vụ quyền hạn thứ năm của hiệu trưởng đó là thực hiện tuyển dụng, quản lý giáo viên, nhân viên, ký hợp đồng lao động, tiếp nhận, điều động giáo viên, nhân viên, quản lý chuyên môn, phân công công tác, kiểm tra, đánh giá, xếp loại giáo viên, nhân viên, thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định của pháp luật. Chúng ta thấy nhiệm vụ quyền hạn thứ năm của hiệu trưởng là thực hiện tuyển dụng, quản lý giáo viên, nhân viên, ký kết hợp đồng lao động, tiếp nhận, điều động giáo viên, nhân viên, quản lý chuyên môn, phân công tác, kiểm tra, đánh giá, xếp loại giáo viên, nhân viên, thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định của pháp luật. Nhiệm vụ quyền hạn thứ sáu của hiệu trưởng là quản lý học sinh và các hoạt động của hiệu trưởng do nhà trường tổ chức, xét duyệt kết quả đánh giá xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ, ký xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh tiểu học nếu có của trường trung học phổ thông có nhiều cấp học, rồi cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông cho học sinh trung học phổ thông nếu có, và quyết định khen thưởng kỷ luật học sinh. Thì thấy nhiệm vụ quyền hạn thứ 6 của hiệu trưởng đó là quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức,
xét duyệt kết quả đánh giá xem học sinh ký xác nhận học bạ, ký xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh học nếu có của trường trung học phổ thông có nhiều cấp học, cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông cho học sinh trung học phổ thông nếu có và quyết định khen thưởng quyền học sinh. Nhiệm vụ quyền hạn thứ 7 của hiệu trưởng đó là quản lý tài chính và tài sản nhà trường, quản lý tài sản tài chính và tài sản nhà trường là nhiệm vụ quyền hạn thứ 7 của hiệu trưởng. Nhiệm vụ quyền hạn thứ 8 của hiệu trưởng là thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh, thực hiện quy chế dân chủ, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ sở giáo dục, ta thấy rất là rõ đúng không ạ? Liên quan đến nội dung trách nhiệm của hiệu trưởng là thực hiện với nhiệm vụ quyền hạn thứ 8 là thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh, thực hiện quy chế dân chủ, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ sở giáo dục trong tổ chức hoạt động nhà trường, thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục của nhà trường. Thì ta nhớ là nhiệm vụ quyền hạn thứ 8 của hiệu trưởng đó là thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước với giáo viên, nhân viên, học sinh, thực hiện quy chế dân chủ, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ sở giáo dục trong tổ chức hoạt động của nhà trường, thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục của nhà trường. Nhiệm vụ quyền hạn thứ 9 của hiệu trưởng đó là chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động thực hiện công khai đối với nhà trường và xã hội theo định pháp luật. Chúng ta thấy với nhiệm vụ quyền hạn thứ 9 của hiệu trưởng là chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động thực hiện công khai đối với nhà trường và xã hội theo định pháp luật. Nhiệm vụ quyền hạn thứ 10 của hiệu trưởng đó là tham gia cùng tổ chuyên môn tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý, được hưởng cái chế độ phụ cấp ưu đãi với nhà giáo và các chính sách ưu đãi theo quy định, tham gia dạy học theo quy định về định mức giờ dạy đối với hiệu trưởng. Chúng ta thấy rất là rõ ở đây với nhiệm vụ quyền hạn thứ 10 của hiệu trưởng là tham gia sinh hoạt cùng tổ chuyên môn, tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý, rồi được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo và các chính sách ưu đãi theo quy định, rồi thời gian dạy học theo quy định về định mức dạy giờ dạy đối với hiệu trưởng. Và nhiệm vụ quyền hạn thứ 11 của hiệu trưởng là được đào tạo, nâng cao về trình độ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và hưởng các chế độ chính sách theo quy định pháp luật. Người ta nhớ nhiệm vụ quyền hạn thứ 11 của hiệu trưởng đó là ta thấy là được đào tạo, nâng cao trình độ, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, hưởng các chế độ chính sách theo định pháp luật. Đó là 11 nhiệm vụ quyền hạn của hiệu trưởng. Các anh chị nhé, thì ta thấy là phần tóm tắt ở phần kết bài đây trên đây là các nội dung quy định về chức danh hiệu trưởng và nhiệm vụ quyền hạn của hiệu trưởng. Đây là những quy định rất quan trọng để xác lập rõ liên quan đến chức trách nhiệm vụ của một người hiệu trưởng, đúng không ạ? Tuân thủ thực hiện theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước và thực hiện tốt các nhiệm vụ quyền hạn của mình trong quản trị điều hành các hoạt động của nhà trường và chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ hoạt động về nhân sự, về tài chính, về thực hiện các nhiệm vụ của hoạt động trong nhà trường, đúng không ạ? Và đảm bảo các quyền của mình để thực hiện tốt các nhiệm vụ của một người hiệu trưởng theo đúng quy định hướng dẫn của thông tư số 32/2020 của Bộ Giáo dục ban hành điều lệ của trường trung học, mà ta mở ngoặc đây chính là điều lệ của trường trung học cơ sở phổ thông, phổ thông nhiều cấp học, các anh chị nhá. Thấy nằm trong giới hạn cái phần nội dung ta hoàn thành rất là rõ phần nội dung của khoản 1 điều 11 mà muốn nhắc các anh chị để chúng ta dễ học dễ nhớ. Tiếp theo trong phần giới hạn của chúng ta với câu hỏi số 3 là anh chị hãy trình bày các quy định về tài sản và tài chính của nhà trường được quy định tại thông tư số 32/2020 của Bộ Giáo dục tạo ban hành điều lệ của trường trung học. Đấy, chúng ta mở ngoặc đây chính là khi nói trường điều lệ trường học là trường trung học cơ sở, trường phổ thông, trường phổ thông nhiều cấp học, các anh chị nhé. Thì chúng ta thấy rất là rõ trong cái phần quy định này rồi, chúng ta thấy với thông tư số 32/2020 của Bộ Giáo dục tạo thì đã quy định rất rõ về toàn bộ các hoạt động tổ chức hoạt động của trường trung học cơ sở, trường phổ thông nhiều cấp học đấy, trong đó quy định về các nội dung về tổ chức hoạt động giáo dục nhà trường, quy định nhấn mạnh trong đó về quan hệ, các quy định về tài sản, tài chính của nhà trường đối với các trường trung học cơ sở, trường phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học và trong các quy định liên quan hoạt động về quản trị nhà trường gắn chặt với các nội dung trong hoạt động về quản lý tài sản, tài chính của nhà trường trên cơ sở quản lý hiệu quả cả các cơ sở vật chất, các thiết bị giáo dục về liên quan về cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động giảng dạy, rồi về thư viện nhà trường, về hoạt động quản về tài chính của nhà trường phục vụ cho hoạt động của nhà trường. Thì những nội dung này đã được quy định chi tiết trong thông tư số 2/2020 của Bộ Giáo dục tạo quy định về ban hành điều lệ của trường trung học cụ thể như sau. Thứ nhất là chúng ta thấy là nội dung 3.1 thì là phần quy định về địa điểm, quy mô, diện tích. Thì chúng ta thấy là về địa điểm, quy mô, diện tích của trường thì phải đáp ứng quy định của Bộ Giáo dục tạo, đúng không ạ? Thứ hai là chúng ta thấy về cơ sở vật chất của trường trung học được quy định tại điều 40 với nội dung cụ thể
là hệ thống cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật của trường trung học phải đảm bảo định mức cơ sở và vật chất tối thiểu của trường trung học theo quy định của đào tạo. Ta nhớ về cơ hệ thống cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật của trường trung học thì phải được đảm bảo về định mức tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu của trường trung học theo quy định của đào tạo. Thứ hai, nhà trường thì có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho đạt các mức tiêu chuẩn cơ sở vật chất cao hơn. Chúng ta thấy gắn với trách nhiệm nhà trường, nhà trường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch lộ trình cụ thể, chúng ta thấy rất là rõ đúng không ạ, rồi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất nhằm đạt được các mức tiêu chuẩn cơ sở vật chất cao hơn. Ba, thì nhà trường có các trách nhiệm về quản lý sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất của nhà trường, tránh lãng phí, định kỳ có kế hoạch cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất theo quy định, tuyệt đối không đưa vào sử dụng những cơ sở vật chất đã hết niên hạn sử dụng, không bảo đảm an toàn khi chưa cải tạo và sửa chữa. Nhận thấy phần quy định thứ ba về cơ sở vật chất của trường trung học là nhà trường phải có trách nhiệm quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất của nhà trường, tránh lãng phí, định kỳ có kế hoạch cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất theo quy định, tuyệt đối không đưa vào sử dụng những cơ sở vật chất đã hết niên hạn sử dụng, không bảo đảm an toàn khi chưa cải tạo sửa chữa. Thì ta thấy phần nội dung thứ hai trong câu hỏi số 3 đấy về cơ sở vật chất của trường trung học quy định tại 40. Ý thứ ba trong hỏi số 3 nó về thiết bị giáo dục thì được quy định tại điều 41 đúng không ạ, trong điều lệ của trường trung học theo thông tư số 32 như sau. Thứ nhất là trường trung học thì được trang bị thiết bị giáo dục, tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả thiết bị giáo dục trong dạy học và giáo dục theo quy định của đào tạo. Thấy về trường trung học thì được trang bị thiết bị giáo dục, tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả thiết bị dạy học trong dạy học và giáo dục theo định của bộ đào tạo. Thứ hai, giáo viên thì sẽ có trách nhiệm sử dụng hiệu quả thiết bị giáo dục của nhà trường vào các hoạt động dạy học giáo dục, khuyến khích giáo viên và học sinh là tự làm đồ dùng dạy học theo yêu cầu về nội dung và phương pháp rằng dạy học giáo dục được quy định trong chương trình phổ thông. Là nhớ gắn trách nhiệm của giáo viên ở đây gắn với liên quan các thiết bị giáo dục, đó là giáo viên có trách nhiệm sử dụng hiệu quả thiết bị giáo dục của nhà trường và các hoạt động dạy học giáo dục, rồi khuyến khích giáo viên và học sinh tự làm đồ dùng dạy học theo yêu cầu của nội dung và phương pháp dạy học giáo dục được quy định trong chương trình phổ thông. Cái nội dung trình bày thứ tư mà chúng ta cần trao đổi ở đây là gắn quy định vào hệ thống về liên quan đến tài sản đấy của nhà trường đúng không ạ, thì chúng ta thấy gắn tiếp là gắn về thư viện đúng không ạ. Thì chúng ta thấy nội dung về thư viện đã được quy định tại điều 42 em nhé, quy định tại điều 42 của thông tư số 32 ban hành 520 đấy của đào tạo. Thì chúng ta thấy ở đây bao gồm quy định thứ nhất là trường trung học phải có thư viện, và thư viện được tổ chức hoạt động theo quy định về tiêu chuẩn thư viện trường trung học phổ thông của bộ đào tạo. Ta nhớ trường trung học thì là có thư viện, và thư viện được tổ chức và hoạt động theo quy định về tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông của bộ đào tạo. Thứ hai là thư viện nhà trường thì phục vụ hoạt động dạy học, học tập, dạy học, nghiên cứu khoa học cho học sinh, giáo viên, cán bộ và nhân viên. Tại như thư viện nhà trường thì phục vụ hoạt động học tập này, dạy học, nghiên cứu khoa học cho học sinh, giáo viên, cán bộ và nhân viên. Thứ ba, thư viện nhà trường được sắp xếp bố trí an toàn, khoa học thân thiện, sinh động và phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh trung học. Khuyến khích các nhà trường xây dựng thư viện mở, tạo không gian đọc riêng dành cho học sinh, phát triển thư viện điện tử ở những nơi có điều kiện. Thì thấy phần quy định thứ ba về thư viện đó là với thư viện nhà trường thì được sắp xếp bố trí an toàn, khoa học thân thiện, sinh động và phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh trung học, và khuyến khích chúng ta thấy là các nhà trường xây dựng thư viện mở, tạo không gian đọc riêng cho học sinh, phát triển các thư viện điện tử ở những nơi có điều kiện. Và thứ tư là khuyến khích xã hội hóa cho trong hoạt động phát triển thư viện. Thì thấy khuyến khích xã hội hóa trong hoạt động phát triển thư viện là bốn quy định rất rõ về phần quy định về thư viện là một trong tài sản của nhà trường nằm trong điều 42. Chúng ta đã nắm được rất là rõ các cái phần quy định liên quan với phần tài sản, đó là mục 3.1 là phần địa điểm, quy mô diện tích. Chúng ta thấy quy mô diện tích của nhà trường phải đáp ứng quy định của bộ đào tạo. Mục 3.2 là phần vẫn về tài sản nhà trường là gắn với cơ sở vật chất của nhà trường. Phần 3 quy định đấy ta thấy gắn với hạ tầng cơ sở nhà trường, trường trung học phải đảm bảo mức tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu, rồi có các nhà gắn nhà trường có trách nhiệm về xây dựng lộ trình kế hoạch chính cấp thẩm quyền phê duyệt tăng cường đầu tư, rồi nhà trường có trách nhiệm về quản lý sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất đúng không ạ. Rồi phần quy định thứ ba gắn với tài sản nhà trường đó là về thiết bị giáo dục, thì chúng ta cần nắm hai nội dung gắn với trường trung học phải được trang thiết bị, tổ chức quản lý có hiệu quả về thiết bị giáo dục trong dạy học đúng không ạ. Rồi giáo viên có trách nhiệm sử dụng hiệu quả các thiết bị giáo dục của nhà trường và trong hoạt động giáo dục dạy học. Rồi phần quy định thứ tư gắn với tài sản nhà trường là về thư viện,
chúng ta thấy nhớ được có thể bốn ý ở đây gắn nó trong đó về nhớ là trường trung học và thư viện, và thư viện này được tổ chức theo quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông do bộ tạo quy định, rồi thư viện là trường phục vụ cho hoạt động dạy học, học tập, nghiên cứu, khoa học của học sinh, sinh viên, đúng không ạ, cán bộ nhân viên. Và chúng ta nhớ thư viện nhà trường được sắp xếp bố trí an toàn, khoa học thân thiện, sinh động và với tâm sinh lý lứa tuổi. Chúng ta nhớ khuyến khích, chúng ta thấy phát triển các thư viện điện tử ở những nơi có điều kiện, rồi khuyến khích xã hội hóa trong phát triển thư viện. Phần quy định thứ năm trong khoảng số 3 là phần về tài chính nhà trường. Chúng ta thấy là tài sản tài chính nhà trường của trường trung học ấy thì được đầu tư, cung cấp, quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật và các quy định hiện hành của đào tạo. Ta thấy về phần quy định tài sản tài chính của nhà trường trung học được đầu tư, cung cấp, quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật và các quy định hiện hành của Bộ Tài chính và đào tạo. Các anh chị nhá, chúng ta thấy phần kết bài trong câu hỏi số 3 thì đã thấy rồi. Trên đây là nội dung quy định về tài sản tài chính của nhà trường được quy định tại thông tư số 32 năm 2020 của đào tạo ban hành điều lệ của trường trung học mở đóng ngoặc lên trường học cơ sở phổ thông, trường thông nhiều cấp học, với nội dung các phần quy định rất là chi tiết về địa điểm, quy mô, diện tích, cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, thư viện, các quy định về tài chính của nhà trường làm cơ sở cho các cơ sở giáo dục phổ thông cũng như cơ quan quản lý nhà nước, ta thấy rất là rõ làm căn cứ thực hiện. Chúng ta thấy là trên cơ sở các quy định này thì các cơ sở giáo dục xây dựng các kế hoạch sử dụng hợp lý về tài sản hiệu quả, sử dụng hợp lý và hiệu quả các tài sản của nhà trường và sử dụng tài chính theo đúng hướng dẫn của cơ quan nhà nước cấp trên. Đồng thời với các quy định này thì các cơ quan nước cấp trên sẽ theo dõi giám sát các hoạt động liên quan hoạt động sử dụng hiệu quả về tài về cơ sở vật chất, về thiết bị giáo dục, đúng không ạ, về thư viện, về cơ sở về tài sản của nhà trường đấy, của các cơ sở giáo dục, và cũng như đặc biệt là giám sát về cái hoạt động chi tiêu tài chính của các cơ sở giáo dục phổ thông theo đúng quy định hướng dẫn hiện hành. Các anh chị nhá, đó là thấy xong trong câu hỏi số 4 với phần câu hỏi về phần tài sản tài chính của nhà trường nằm trong giới hạn của các điều 39, 40, 41, 42, 43 anh chị nhá. Ta đi tiếp vào câu hỏi số 4 với nội dung như sau. Anh chị hãy trình bày về các quy định quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội được quy định tại thông tư số 32/2020 của đào tạo ban hành điều lệ của trường trung học. Thì chúng ta trả lời nội dung này như sau. Chúng ta thấy rồi, trong thông tư số 32 ban hành điều lệ của trường trung học, đúng không ạ, trong mầm học cơ sở trung học phổ thông đấy, thì quy định các nội dung về tổ chức hoạt động của nhà trường, trong đó xác lập rõ các mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội thông qua các cái tổ chức đại diện của nhà trường, ban đại diện cha mẹ học sinh làm cơ sở xây dựng các mối quan hệ, thiết lập các mối quan hệ để nắm bắt các cái thông tin trong hoạt động của giữa nhà trường và gia đình đối với học sinh. Những nội dung này đã được quy định chi tiết trong thông tư số 32 cụ thể như sau. Thứ nhất, chúng ta thấy ý 1 trong hỏi số 4 về ban đại diện của cha mẹ học sinh đấy, chúng ta thấy là được quy định tại điều 44, thì chúng ta thấy rất rõ ở đây là mỗi lớp sẽ có một ban đại diện cha mẹ học sinh được tổ chức trong một năm, trong mỗi năm học, gồm các thành viên của do cha mẹ người giám học sinh cử ra để phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn trong việc giáo dục học sinh. Chúng ta nhớ là mỗi lớp sẽ có một ban đại diện cha mẹ học sinh được tổ chức trong mỗi năm học, đúng không ạ, gồm các thành viên do cha mẹ người giám học sinh cử ra để phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn trong việc giáo dục học sinh. Thứ hai, chúng ta thấy mỗi trường thì có một ban đại diện cha mẹ học sinh được tổ chức trong mỗi năm học, gồm một số thành viên do các ban đại diện cha mẹ học sinh từng lớp cử ra để phối hợp với nhà trường thực hiện hoạt động giáo dục. Thì chúng ta nhớ phần quy định về mỗi trường thì sẽ có một ban đại diện cha mẹ học sinh được tổ chức trong mỗi năm học, gồm một số thành viên do các ban đại diện cha mẹ học sinh từng lớp cử ra để phối hợp với nhà trường thực hiện hoạt động giáo dục. Thứ ba là nhiệm vụ quyền hạn rồi tổ chức hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh từng lớp, từng trường trung học thì được thực hiện theo điều lệ của ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ trưởng Đào tạo ban hành. Chúng ta nhớ phần quy định thứ ba của ban đại diện cha mẹ học sinh, đó là nhiệm vụ quyền hạn tổ chức hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh từng lớp, từng trường trung học ấy được thực hiện theo điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ trưởng Đào tạo ban hành. Thấy ba quy định rất rõ trong điều 4 về ban đại diện cha mẹ học sinh. Ý thứ hai trong số 4 là phần mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội được quy định tại điều 45 cụ thể như sau. Thì chúng ta thấy rất là rõ, thứ nhất là nhà trường sẽ chủ động phối hợp thường xuyên và chặt chẽ với gia đình và xã hội để xây dựng môi trường giáo dục thống nhất nhằm thực hiện mục tiêu quyền lý giáo dục. Thứ hai, nhà trường phối hợp với chính quyền, đoàn thể tại địa phương, ban đại diện cha mẹ học sinh và các tổ chức chính trị xã hội có liên quan nhằm, ta thấy hai mục đích rất rõ. Một là thống nhất cái quan điểm, nội dung, phương pháp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện mục tiêu giáo dục. Thứ
Thứ hai đó là huy động các lực lượng và nguồn lực của cộng đồng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, góp phần xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục của nhà trường, xây dựng phong trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, ngăn chặn những hoạt động ảnh hưởng xấu đến học sinh đấy, rồi tạo điều kiện học sinh được vui chơi, hoạt động về văn hóa, thể dục thể thao lành mạnh, phù hợp với lứa tuổi. Thì ta thấy rất rõ ở đây trong phần quy định về mối quan hệ nhà trường, gia đình và xã hội được thể hiện rất rõ đầu tiên trong phần quan điểm. Nhà trường sẽ chủ động phối hợp thường xuyên chặt chẽ với gia đình và xã hội để xây dựng môi trường giáo dục thống nhất nhằm thực hiện mục tiêu nguyên giáo dục. Hai là nhà trường sẽ phối hợp với chính quyền, đoàn thể tại địa phương, ban đại diện cha mẹ học sinh và tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội và cá nhân có liên quan nhằm đạt hai mục đích. Một là thống nhất quan điểm, nội dung, phương pháp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện mục tiêu giáo dục. Thứ hai là huy động các lực lượng và nguồn lực của cộng đồng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, góp phần xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục của nhà trường, xây dựng phong trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, ngăn chặn những hoạt động ảnh hưởng xấu đến học sinh, rồi tạo điều kiện để học sinh được vui chơi, hoạt động văn hóa, thể dục thể thao lành mạnh, phù hợp với lứa tuổi. Đấy là phần quy định ta thấy rất là rõ ở đây. Ở đây thì anh chị cũng có thể phần liên hệ với thực tế tại trường học của chúng ta, tại cơ sở đơn vị chúng ta công tác. Nếu có phần liên hệ thực tế thì bao giờ chúng ta có một form mà các cái bài giảng trước mà thầy đã trao đổi với anh chị, chúng ta thấy bao giờ giới thiệu về trường của chúng ta, về lịch sử ra đời, hình thành phát bình triển, rồi liên quan số lượng viên chức, nó có giáo viên, nhân viên nhà trường. Và chúng ta thấy rằng là chúng ta chia sẻ liên quan nhà trường đã thành lập ban đại diện cho học sinh. Trong mỗi năm học ta thấy đều có thành lập ban đại diện cho mẹ học sinh của từng lớp rồi của nhà trường, đúng không? Được tổ chức theo đúng các quy định của điều lệ ban đại diện cho mẹ học sinh do Bộ Trưởng đã ban hành. Thì cơ chế hoạt động của ban đại diện cho mẹ học sinh hoạt động rất là hiệu quả, đúng không? Ta thấy là đang luôn cùng với nhà trường liên quan trong sự phối hợp liên quan các thông tin kịp thời về tình hình học tập, hay là liên quan về thu giám sát về hoạt động thu chi tài chính nhà trường, hay là liên quan đến nhiệm vụ kế hoạch của nhà trường đã thực hiện rất là tốt, đúng không? Đã thiết lập cái đường dây nóng của ban đại diện học sinh với ban giám hiệu nhà trường, thường xuyên trao đổi thông tin đồng chí qua đường dây nóng, rồi qua email, rồi dùng các thông tin danh bạ liên lạc kịp thời để liên quan đến phản ánh tình học tập của các lớp, của các học sinh, có liên quan các vấn đề an ninh trật tự tình trạng bạo lực học đường, đúng không? Thiết lập và cùng tham gia với trong nhà ban đại diện cho học sinh nhà trường đấy, tham gia tích cực trong việc cùng nhà trường xây dựng các kế hoạch giáo dục liên quan kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, đúng không? Liên quan đến hoạt động học tập của nhà trường hay là liên quan đến về an ninh an toàn tại nhà trường. Cái cơ chế phù hợp rất là rõ, phù hợp rất là nhịp nhàng, đồng thời cũng có sự tham gia rất rõ của phù hợp của chính quyền liên quan với cái việc mà hỗ trợ nhà trường liên quan đến các hoạt động về xây dựng kế hoạch. Ta thấy trong trường hợp về phê duyệt, trong trường hợp về mở rộng quy mô nhà trường, về đất đai hỗ trợ, thấy rất là rõ về cơ sở vật chất, đúng không? Rồi cái sự đóng góp của các cái tham gia của các tổ chức chính trị xã hội liên quan ủng hộ về cơ sở vật chất hay là về tài chính, ai ủng hộ các mạnh thường quân, thấy rất là rõ địa phương các tổ chức chính trị xã hội tham gia như đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh rất tích cực tham gia và ủng hộ hoạt động của nhà trường. Đấy là thấy phối hợp rất là rõ cùng được thực hiện chung mục tiêu giáo dục trong thời gian qua, cái sự phối hợp rất là nhịp nhàng, đúng không? Giữa nhà trường với ban đại diện học sinh, với nhà trường với các cơ quan chính quyền, rồi các đoàn thể tại địa phương, rồi các tổ chức chính trị xã hội, đúng không ạ? Ví dụ đóng góp để thực hiện tốt các mục tiêu của giáo dục của nhà trường trong thời gian vừa qua. Đấy là thấy liên hệ với câu hỏi số 4 gắn với phần quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Còn giả sử câu hỏi số 3 trước đó chúng ta thấy liên quan đến phần quy định liên hệ có phần về tài sản tài chính của nhà trường thì anh chị hoàn toàn liên hệ cái form khá giống ở đây. Thấy bao giờ chúng ta còn nêu được liên quan lịch sử hình thành ra đời của trường chúng ta, những thành tích đạt được của trường chúng ta, rồi liên quan đến đội ngũ viên chức hiện nay gồm giáo viên, nhân viên nhà trường, đúng không ạ? Và chúng ta thống kê liên quan đến có những con số về diện tích quy mô nhà trường hiện nay bao nhiêu mét vuông, đúng không? Đó, chúng ta thấy là chúng ta đạt chuẩn chưa, đúng không? Cơ sở vật chất được trang bị về các phòng học, đây thống kê bao nhiêu phòng học, đúng không? Phòng máy, phòng thí nghiệm, đúng không? Rồi các vườn trường để thực hành đấy, chúng ta cần nắm con số đó. Rồi năm vừa qua, đặc biệt là chúng ta đầu tư cải tạo bao nhiêu có thể các sân chơi cho học sinh của chúng ta, đúng không? Chúng ta thấy vừa rồi có thể ảnh hưởng Covid thì chúng ta thấy là liên quan cũng huy động liên quan các mạnh thường quân sự ủng hộ của các tổ chức chính trị xã hội liên quan đến chương trình máy tính cho em đấy, liên quan hỗ trợ cùng với chính quyền địa phương tham gia liên quan phù hợp với xây dựng hoặc là thiết lập các cái phòng học mà phù hợp mới trong tình Covid ấy, để giảng dạy online trực tuyến, đầu tư các cái máy tính hay là cái phòng học đấy trực tuyến,
rồi đầu tư các thiết bị về giáo dục theo đúng hướng dẫn của Bộ Đào tạo, rồi cũng đã xây dựng liên quan đến thư viện nhà trường đầy đủ các loại sách, đúng không, sách giáo khoa, sách tham khảo đầy đủ các nội dung, và cũng xây dựng hệ thống các thư viện điện tử hiện nay, đúng không, với đầy đủ các dữ liệu đấy, các cái sách đầu sách phù hợp với các môn học đấy, các em thuận tiện tra cứu, rồi đầy đủ về có mạng internet để các cán bộ giáo viên nhân viên học sinh tra cứu các tài liệu cho vụ cho học tập giảng dạy ôn tập, đúng không ạ. Rồi liên quan về tài chính nhà trường thì năm vừa qua thấy có thể nắm về ngân sách con số bao nhiêu đó, đúng không, chi tiêu đã được giám sát rất là rõ, đúng không, thực hiện về các hoạt động chi tiêu này được kiểm tra giám sát của cơ quan tài chính, cơ quan cấp trên, rồi báo cáo của hội đồng trường, rồi ban đại diện cha mẹ học sinh các nội dung liên quan, đấy là thấy là đã thực hiện rất công khai minh bạch. Đấy, liên quan liên hệ cái phần tài sản tài chính nhà trường không phải số 3 anh chị nhá, thì anh chị có thể đưa vào gắn với thực tế nhà trường chúng ta. Như vậy là trong buổi chiều hôm nay thầy được hướng dẫn rất chi tiết 4 câu hỏi trọng tâm gắn với thông tư số 32/2020 của đào tạo ban hành điều lệ của trường trung học. Trường trung học đây chính là gắn trường trung học cơ sở, trường phổ thông, trường phổ thông nhiều cấp học các anh chị nhá. Những câu hỏi trọng tâm nhất với phần lý thuyết và phần liên hệ thực tế gắn với từng câu hỏi thì rất mong anh chị lắng nghe, học đi học lại, nghe đi nghe lại nhiều lần để chúng ta hoàn thành tốt kỳ thi vào ngày 7 tháng 5 tới anh chị nhá. Cảm ơn các anh chị rất nhiều.